Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Thì tiếp nối những cái chuỗi video về giáo dục, thì ngày hôm nay tôi muốn hỏi rằng có phải là cứ học giỏi là chúng ta có thành công và hạnh phúc hay không? Thật sự đó là cái kỳ vọng của cha mẹ, cho nên gần như cha mẹ nào cũng quan tâm tới cái bảng điểm, cái sổ liên lạc, và họ sẽ đổ hết cho giáo viên với cái câu là tại sao con tôi học dở. Họ đổ hết mọi thứ. Và những cái nguyên nhân như là gen di truyền. Các bạn có tin rằng là nếu mà cha mẹ học dở thì con cái nó cũng khó khi nào mà học giỏi được không? Nó có cái tính chất di truyền ở trong này. Cho nên tôi luôn nói rằng nếu muốn con mình học giỏi thì bản thân cha mẹ cũng phải là cái người ham học. Còn cha mẹ không phải là cái người ham học, lo chửi thề, lo đánh lộn, thì làm sao con mình nó khôn ngoan được. Cái nữa, con mình không thích học, nó vô lớp, nó nằm xuống bàn. Một cái trường công, cái lớp tới 40 học sinh mà kêu giáo viên rằng là phải chăm lo cho từng em, vậy thì 45 phút làm sao đủ? Họ cũng không biết tới luôn. Cho nên rằng là phụ huynh gây sức ép ngược lại cho ban giám hiệu, rồi ban giám hiệu lại gây sức ép ngược lại lên giáo viên. Cuối cùng rồi là gì? Là ngay cả những giáo viên mà có tâm nhất, bây giờ họ cũng không dám là cho một cái đứa bé điểm 0 với điểm 1. Nó làm bài bát nháo, thậm chí nó bỏ, nó không thèm làm, cũng không dám cho nó điểm 0. Dù rằng cái bài đó mà một cái đứa khác làm được 9 điểm, cái đứa mà khá làm được 6-7 điểm. Đó. Vậy thì nếu như cái đề mà khó quá thì không đứa nào làm được, huống chi là có đứa có thể lấy được cái điểm rất cao. Thì những đứa mà điểm quá thấp có nghĩa là quá tệ. Vậy thì những đứa mà thuộc cái hệ gọi là không biết gì, nó vẫn được lên lớp đều đều. Đó. Nó vẫn đủ điểm để được lên lớp. Và suốt bao nhiêu thế hệ nay chúng ta gọi đó là cái bệnh thành tích. Chữa được không? Mà tôi nói là những giáo viên mà có tâm nhất họ cũng không dám. Và trước sau gì nếu họ không làm theo thì họ cũng bị đào thải. Không ai dám thuê. Không một cái trường hay một trung tâm nào dám thuê một người mà dám nói một câu rằng đứa bé này nó không chịu học. Vậy thì phải làm sao cho nó giỏi hơn? Nếu muốn thì phải cho tôi thời gian. Thời gian ở đây, thứ nhất tôi sẽ phải cải tạo tư tưởng của nó. Sau đó thì tôi mới bắt đầu là dạy để nó lấy lại căn bản. Chứ không phải đùng một cái nó đang là một cái đứa không chịu học. Tôi đánh đập, tôi bẻ cổ nó để cho nó phải học. Đó không phải gọi là giáo dục. Cũng không phải là cho nó chép phạt đến nỗi nó thuộc lòng như con vẹt. Thì đó gọi là giáo dục. Cho tôi thời gian để tôi cải tạo tư tưởng của nó đã. Đó. Tới khi nào mà nó cảm thấy rằng cái việc học cần thiết, nó mới học được. Nhưng tôi nói, bao nhiêu là nhà giáo dục có đủ cái tâm huyết đó, bao nhiêu cha mẹ có cái kiên nhẫn đó. Chúng ta chỉ có đổ thừa. Và chúng ta muốn là cái gì cũng phải nhanh. Mà cái câu là dân gian người ta để lại, dục tốc bất đạt, thì người ta không bao giờ đếm xỉa tới nữa. Cái mặt mũi của họ nó còn cao hơn là cái thế hệ, một cái thế hệ mà sau đó. Cách đây mấy bữa tôi có coi cái phim The Tomorrow War, Cuộc Chiến Tương Lai. Thì cái bộ phim này nó nói về cái nhân vật chính là một ông tiến sĩ khoa học. Ông này luôn khao khát là sẽ làm một cái gì đó thật vĩ đại. Đó. Thì sau đó rằng là trái đất bị đe dọa bởi một cái hiểm họa ở tương lai 30 năm sau. Cho nên rằng là những người ở cái giai đoạn năm 2021 này sẽ được đưa về cái thời gian là năm 2051 để chiến đấu. Thì ở trong tương lai đó, ông mới gặp lại cái đứa con gái. Mà lúc ông đi rằng nó mới có bé xíu. Và ông là người rất là thương con, thương vợ. Thì khi mà gặp lại đứa con gái trong tương lai, lúc này nó trưởng thành. Nó trách cha nó: con đã từng tin cha. Ông mới hỏi tại sao. Cha đã bỏ mẹ con. Ông mới nói không thể nào, không đời nào. Nó nói
con cũng đã từng tin vào điều đó. Năm 12 tuổi, ba mẹ ly thân. Năm 14 tuổi, cha mẹ ly dị và điều đó suýt giết chết mẹ. Tới năm 16 tuổi là cha bị tai nạn. Chính con là người đứng trong phòng mà hồi sức để mà nhìn cha tắt thở. Con gào khóc, mẹ phải ngăn con lại. Đó. Cho nên khi biết được cái tương lai của mình là như vậy. Đó. Và chính vì vậy mà ông cố gắng sửa sai. Nha. Khi mà trở về thực tại. Đó, ông sửa sai. Vậy thì cái câu chuyện này lúc đó nó cho tôi thấy điều gì? Cái người đàn ông mà luôn luôn mang cái hoài bão trong người. Ông này ông luôn luôn muốn là ông phải coi như rằng là làm một cái gì đó thật lớn. Và khi ông ta thất bại trong một cái lần ông ta xin việc vào một cái vị trí rất là tốt, thì lúc đó ông ta thất bại và ông ta mang cái vẻ buồn bã cáu gắt, ông ta tức giận, ông ta đá cái thùng rác ở bên đường. Vậy thì cái việc mà ông ta ly dị vợ, một cái gia đình mà ông ta rất là thương yêu, là bởi vì cái sức ép của ông ta, cái sự mà không thỏa mãn với cuộc sống, với lại những cái khát khao của mình nó lớn, nó đè nén lên và nó khiến cho người này chán nản mọi thứ, kể cả vợ con mình. Cái tâm lý này nó là như vậy. Cho nên khi mà một người mang một cái khát khao quá lớn hay là một cái tham vọng quá lớn mà không thỏa mãn được, thì nó làm phá vỡ cái cân bằng. Đó lý do một đứa mà học trò trong cái lớp học lúc mà ông dạy ở một cái trường cấp 3, thì mặc dù là tiến sĩ học rất giỏi nhưng mà ông lại chấp nhận dạy ở một cái trường cấp 3, vừa làm giám đốc của một cái viện nghiên cứu R&D. Thì trong cái lớp mà ông dạy, cái môn ông dạy nó rất là chán, học trò nó muốn ngủ hết. Thì khi mà ông giảng, ông thấy học trò nó muốn ngủ hết, ông mới nói thôi được rồi, bây giờ chúng ta muốn nói chuyện gì. Thì một cái đứa bé mà nữ sinh, nó mới nói: tại sao chúng ta phải học, tại sao chúng ta phải thi, thật là vớ vẩn. Cho nên ông đáp lại một câu như thế này: chúng ta giải thích vạn vật bằng khoa học, đó là lý do chúng ta học. Đó. Thế thì những cái mà chúng ta khao khát như là tiền, như là danh, thì nó lại là cái lý do chúng ta sống. Vậy thì học để giải thích được mọi thứ, nhưng mà để thỏa mãn được cái tôi thì lại là cái lý do sống. Cho nên nếu như hai cái lý do này mà nó mâu thuẫn và nó đi theo hai hướng khác nhau, thì nó chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta bế tắc thôi. Thế thì có người mới nói rằng bây giờ để quy nạp hai cái lý do đó thành một, vậy thì chúng ta học để có tiền đi. Như là Johnny Đặng cũng từng chọc là khoa bất. Vậy thì chúng ta đi học để kiếm ra tiền. Vậy thì bây giờ chúng ta giàu rồi, thầy cô cho chúng ta tốt nghiệp luôn, khỏi học nữa. Cái video mà khoa bút đem tới mà 1 tỷ qua để mua cọng dây chuyền kim cương á, thì cái Johnny Đặng nói như vậy. Cho nên tôi mới hỏi ra một điều. Thế thì cái mà các bạn nhìn cuộc sống của là khoa bất, các bạn có gọi đó là hạnh phúc không? Nói thiệt, khi mà các bạn đi ăn mà lúc nào các bạn cũng có cái máy quay nó bên cạnh, các bạn có cảm thấy đó ăn ngon miệng không? Mình ăn ngon là mình phải tận hưởng được cái khẩu vị, ăn một cách tập trung. Mình coi một bộ phim cũng vậy, mình phải lắng động thì mình mới hưởng được. Còn đằng này là vừa ăn, vừa quay phim, vừa lý giải, vừa nói chuyện, thì nó có thật sự là tận hưởng cuộc sống không? Và luôn luôn mình phải làm một cái gì đó mới để khán giả nhớ đến mình. Đó. Thì nó có vui không? Tôi gọi đó là áp lực. Những cái người mà kiếm ra tiền, những cái người mà muốn đi mà tạo ra một cái sự khác biệt, họ phải sống với lại áp lực. Hả? Cho nên cái áp lực phải đổi mới bản thân. Cái áp lực là phải giỏi hơn. Đó. Cái áp lực là cứ phải là lột xác liên tục. Đó.
thì chúng ta có được cái gì? Có tiền, có danh. Nhưng mà cái mà chúng ta phải đánh đổi đó là cái niềm vui. Đó. Thì tôi mới thấy một điều. Tôi có đứa con nhỏ mà mỗi lần nó cười là tôi cảm thấy vui. Mà cái nụ cười của mà cái đứa bé sơ sinh á, các bạn thấy nụ cười nó ngây thơ lắm. Nó vui là nó cười. Và nó cười thành tiếng có nghĩa là nó rất vui. Mà cái nụ cười của trẻ thơ, người lớn không bao giờ bắt chước được. Một cái đứa bé mà tâm hồn trong sáng nó cười, nó khác với lại một cái con người mà tâm hồn đã bị vẩn đục. Đó. Tại sao? Tại vì chúng ta không thích, chúng ta vẫn phải cười. Đó là cái nụ cười công nghiệp, nụ cười xã giao. Chúng ta phải cười công nghiệp quá nhiều, chúng ta sẽ mất luôn nụ cười thật. Và đó lý do mà tôi thấy rằng tôi nhìn nó cười, cái cảm giác lúc đó tôi thấy sung sướng hơn là khi tôi mua được một món đồ mới. Và nó cũng là khác rất là nhiều khi tôi mà ngồi nói chuyện tán dóc với lại là bạn bè mình. Hầu hết thời gian đó là cười công nghiệp, ít khi nào cười thật. Cho nên các bạn thấy một điều, cái niềm vui thật sự của tôi là ở đâu? Đó. Vậy thì tôi suy nghĩ ra, tôi thấy một điều, trên đời này mình nên làm người khá tốt hơn người giỏi. Khá nha, chúng ta vừa có chút tiền đủ sống, chúng ta vừa có chút danh, và chúng ta còn rất nhiều thời gian cho gia đình. Nó khác với lại người giỏi. Người giỏi còn có chút ít thời gian cho gia đình. Đó. Các bạn, bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn những cái bài đọc này. Mình nhìn cái hình này trước nha. Đây. Nam sinh chiếc xe hơi màu trắng. Nam sinh thi được 10 điểm 3 môn vui vẻ chia sẻ. Ui giời, điểm thi quan trọng gì đâu ạ. 10 năm nữa chẳng ai đem so điểm thi đại học cả, mà người ta chỉ đem lương tháng ra so thôi. Câu chuyện như thế này. Trái với cảm giác lo âu so với các bạn khi hoàn thành bài thi, Thành cảm thấy rất vui tươi và tự tin. Khi tôi tới hỏi thăm xem thi thố ra sao, thì tôi vô cùng là bất ngờ với số điểm em đạt được. Đó. Em vui thế này chắc làm bài tốt nhỉ? Dạ không giấu gì anh, cũng tạm tạm thôi. Thế được bao điểm? Dạ 10 điểm nhưng là 3 môn ạ. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, 10 điểm 3 môn mà vui cái gì? Thì em trả lời, điểm số có quan trọng gì đâu anh, 10 năm nữa chẳng ai đem so cái điểm đại học cả, người ta chỉ so đem là lương tháng với nhau thôi. Một cậu nhóc 18 tuổi mới bắt đầu trải nghiệm cuộc sống mà nói như người từng trải. Vì ngày xưa tôi cũng thi được điểm thấp và giờ này hối hận ngày trước mà học hành tử tế thì đâu đến nỗi chạy xe ôm thế này. Đúng là giới trẻ lạ thật, học kiến thức không học, toàn nghe mấy câu đạo lý trên mạng. Sau đó ông tướng lên con bốn bánh màu trắng đằng kia phóng đi. Lúc đó tôi mới nhận thấy, cũng đúng. Câu chuyện này các bạn nghe hợp lý không? Hợp lý không? Nghe tiếp nha. Đây, chúng ta không nên là so điểm, chúng ta nên so là chúng ta kiếm được bao nhiêu thôi nha. Việt Nam chúng ta nổi tiếng thế giới luôn. Kiếm tiền hay cực kỳ. Đây. Bài viết lừa Facebook gian lận 36 triệu đô la rồi lên mạng tung ảnh sang ăn chơi xa xỉ của bốn người Việt, hiện giờ bị Facebook kiện và xóa hết tài khoản của bốn người này. Đây. Ngày 30 tháng 6, thông tin Facebook đệ đơn kiện bốn cá nhân cư trú tại Việt Nam đã gây xôn xao dư luận. Theo đơn kiện, Facebook
cáo buộc những người này sử dụng mánh khóe đánh cắp cookie hay là đánh cắp section để xâm phạm vào tài khoản nhân viên nhiều đại lý quảng cáo tiếp thị, sau đó chạy quảng cáo trái phép gây thiệt hại 36 triệu đô la cho mạng xã hội này. Và bốn đối tượng này đã chạy quảng cáo sai lệch để quảng bá việc bán nhiều mặt hàng. Rồi, trong đơn kiện dài 35 trang của mình, Facebook công bố các bằng chứng cho thấy bốn bị cáo này đã rao bán cho thuê quyền truy cập đó vào các tài khoản bị xâm phạm. Và hiện giờ rằng là năm 2020 và 21, các đơn vị đã sử dụng số tiền thu bất chính của mình để tổ chức các bữa tiệc siêu xe, mua xe sang, du lịch thương gia, ăn tối xăm mình và chi tiêu khác, sau đó còn khoe về việc mua xa xỉ hàng online. Đơn kiện nêu rõ, đây là hình ảnh của cái nhóm mà là gian lận đó. Đấy, đi mua xe, mua nhà 36 triệu đô la là biết bao nhiêu tỷ. Cho nên rằng là tụi nó sống dư giả và bây giờ tụi nó thành tội phạm. Ha. Đấy, Nguyễn Quốc Bảo trên du thuyền, Nguyễn Quốc Bảo đi mua iPhone. Đây, Nguyễn Quốc Bảo mua không phải một con mà là mua tới 7 con iPhone. Đấy, Nguyễn Quốc Bảo. Rồi. Cho nên hiện giờ là bốn người này đó là bị cấm và đang bị là Facebook kiện. Thì tôi nói với các bạn, những cái tuổi trẻ mà như cái thằng đầu đất vừa rồi nó vừa mới nói. Thứ nhất, đây là một thằng công tử 18 tuổi mà nếu mà có xe hơi chạy thì tôi dám bảo đảm một điều là tiền nó từ ông bà nó ra, ông bà già nó. Và để cho mà nuôi con mà cho nó nhiều tiền để ăn xài ngay từ lúc còn sớm này thì các bạn biết cường đô la gì hả? Cũng là một công tử mà đua xe từ khá sớm, làm sao mà bà có tiền? Tại vì bà là dân buôn lậu gỗ. Bà Loan, mẹ cường đô la, là dân buôn lậu gỗ. Mà các bạn biết rồi, dân buôn lậu gỗ có một thời giàu lắm, rồi sau đó mới chuyển qua là kinh doanh về địa ốc vân vân. Cái quá khứ người ta kiếm tiền thì người ta bắt đầu là giấu nhẹm đi. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn vào cái hiện thực là người ta đang có tiền và người ta làm một cái mảng khác với lại cái quá khứ của họ. Cho nên bây giờ nhìn vào, ô, đây là một cái tập đoàn địa ốc lớn. Còn cái quá khứ nhơ nhớp về buôn lậu của mình, giấu đi. Ha. Đó. Thì ở đây cũng vậy. Nếu như bây giờ là bốn thằng lưu manh này nó không bị phát giác, thì nó lấy tiền này để rồi sau đó nó mua nhà, nó chuyển qua, nó mở công ty mua bán nhà được không? Được. Nó mua nhà, mua đất, nó mua bán, nó không gian lận nữa. Thế thì ai nhìn vô cũng tưởng đâu rằng là nó là con nhà giàu. Thật sự không hề biết nó là những cái quân mà đầu trộm đuôi cướp, quân tráo trở. Thì cái thằng nhóc 18 tuổi kia cũng vậy. Một cái thằng học ngu mà không biết xấu hổ về mình mà, thì lớn lên chỉ làm những cái thứ như vậy. Và sau khi mà kiếm ra đồng tiền, nó vẫn tự hào rằng nó giỏi. Đó. Thế thì các bạn đang đánh giá một con người bằng cái gì? Bằng cái xe nó chạy hư? Hay là bằng cái mà cách nó kiếm ra tiền? Đó. Hèn chi bây giờ lên mạng để khoe rồi sau đó được ngưỡng mộ. Cả một đống đứa bây giờ làm việc đàng hoàng đâu có tiền. Đó. Cứ dính vào tiền ảo, bất động sản rồi cho vay, lừa đảo. Để rồi lên mạng khoe giống như cái đám này, Nguyễn Quốc Bảo. Các bạn để ý, thật sự, nó giàu không giàu. Nhưng mà những đứa mà có tiền bẩn thì nó lại rất thích là khoe như thế này. À. Và cái xã hội Việt Nam bây giờ cũng thú vị lắm. Bây giờ tôi cho các bạn coi một cái clip mà đuổi đánh một cái thằng mà ăn trộm xe máy. À. Một mấy chục người dân vây một thằng, có cả công an xung quanh mà tôi đã thấy nó mắc cười rồi. Thì bây giờ lại thêm mấy ông mà gọi là thánh ha, YouTube. Đó. Thay vì hỗ trợ người ta bắt cướp không, đứng móc điện thoại ra quay. Tôi nhìn cái cảnh đó tôi thấy rất chán. Chúng ta coi nhé.
Đây, trong khi là người ta đang bắt thì nhìn xung quanh rất nhiều YouTuber để dừng lại quay phim, chạy vào chỗ đám đông giơ máy quay quay phim. Còn cái cảnh hỗn loạn mà bắt cướp mới vui. Đây, hàng chục người đấy. Nhưng không ai mà coi như sáp lại, cầm cây cầm gậy rất là dài. Công an xung quanh luôn. Lát nữa rồi mới có dũng cảm là bay vào đập túi bụi. Còn bây giờ cầm cây dài như đó chọt 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 rồi xong nè, coi nó đứng lên cái chạy hết nguyên đám nè. Việt Nam mình á, tôi không nói hết tất cả, nhưng mà tôi nói thật chứ, khi tôi coi những cái này tôi cũng phát chán. Tới bây giờ vẫn có những người mà đi theo coi, à coi bà Hằng bà đấu đá, cả nước đang phải chống dịch thì giờ này lại lên cạnh tranh nhau, tố nhau vài trăm tỷ làm từ thiện đi, thách qua thách lại, học hành mà kém cỏi, đồng tiền không phải do cái trí tuệ của mình nó ra là như vậy. Tới một lúc nào đó ảo tưởng về sức mạnh, ha, thần kinh, và do rằng là cái nền tảng rèn luyện của cái người đó không vững, cuối cùng bị gì, cái danh nó nuốt luôn bản thân. Cho nên tôi nói thiệt với một các bạn một điều, những thể loại sau đây tôi dạy không được. Thứ nhất là những đứa mà không có ý chí, do được gia đình bảo bọc quá kỹ. Có một đứa học trò mà suốt mấy năm tôi gặp nó, tôi phải nói tôi không ghét nó, nhưng tôi biết rõ gia đình của nó chăm bẵm nó quá mức. À, nó vô lớp nó chỉ mang theo truyện tranh đồ ăn, nó mập đến nỗi mà nó phát phì, nó muốn béo phì, gia đình vẫn không quan tâm, cũng là cục cưng cục vàng, cục cưng cục vàng đó. Thằng bé nó không hư, nhưng mà cái ý chí vươn lên của nó gần như zero. Nó không hiểu bài, kêu nó lên lúc nào cũng nói con không biết làm bài, riết là chú chán nó, đọc một câu tiếng Anh cơ bản nó cũng chẳng biết. Nha, nói thẳng ra là nó không muốn học, nó không muốn học bởi vì mọi thứ của nó, gia đình nó cũng có điều kiện, cho nên nó biết thừa một điều, nó không chết đói được. Những đứa này dạy không được, người giết nó không phải là xã hội mà là gia đình nó. Thể loại nữa là đua đòi ăn chơi, dù là giàu hay là nghèo cũng có những cái thể loại này. À, nó muốn có được là cái áo cái quần như như là con người ta. Các bạn thấy đó, những đứa nữ trẻ bây giờ lên mạng uốn éo lắc lư khoe da khoe thịt để chi, để kiếm được vài cái like rẻ tiền. À, để chi, để rồi cặp bồ cặp bịch, rồi những cái thằng mà muốn quen nó phải kiếm tiền để mà mua đồ cho nó. Mười mấy tuổi nhưng mà có khi tụi nó đòi hỏi phải mua điện thoại, mua giày hiệu, quần áo hiệu. Thậm chí có những đứa mà nó quen cái người lớn hơn nó rất nhiều, là cha là chú nó cũng được, để mà có tiền chu cấp cho nó. Nha. Rồi những thằng con trai cũng vậy. Cho nên tôi nói rằng cái loại đua đòi tôi dạy không được. Bọn này lớn lên vẫn mãi mãi là những đứa mà cơ hội, những đứa ăn bám và ăn hại nha. Cho nên bản thân tôi thấy một điều, tôi cũng không muốn bao quát nhiều việc, tôi cũng không muốn trở nên quá vĩ đại, tôi cũng chẳng cần trở nên quá thành công nữa. Làm một ông chủ lớn phải lo cho bao nhiêu người, lo càng nhiều thì cái thời gian dành cho gia đình mình càng ít.
trở thành một cái người quá giỏi, phải học liên tục, phải làm liên tục, thời gian cho gia đình mình cũng hết. Cho nên làm người khá thôi, đừng làm trung bình và yếu nha. Trung bình và yếu không, ở đây tôi nói chữ khá, đó là cái cân bằng cái cuộc sống. Cho nên bây giờ tôi dạy học trò, tôi cũng nói tụi nó khá thôi, nhưng mà phải giữ được mức khá nha. Và bên cạnh đó là phải bổ sung kiến thức về nhiều thứ, về cuộc sống, về xã hội, cái gì cũng phải phải đọc để biết đó. Còn cái chuyên môn của mình vẫn đầu tư vào nha. Nhưng mà giữ mọi thứ ở mức khá, giàu cũng vừa đủ đó, giỏi cũng vừa đủ, hạnh phúc cũng vừa đủ đó. Đừng tham hạnh phúc quá, có những người hạnh phúc quá cái bắt đầu chán. Tôi nói thiệt, không có một cái gia đình nào mà hoàn hảo, không có một cái người vợ người chồng nào hoàn hảo ha. Thì cái hạnh phúc quá này nó là do cái mình cảm thấy hay không. Khi mà mình cảm thấy chán rồi thì vợ có đẹp cũng chẳng quan trọng, cũng thành vợ xấu à. Khi mình đã thấy chán rồi thì cái tiếng cười của trẻ con đối với mình cũng chẳng quan trọng ha. Cho nên đối với tôi một điều, mình hiểu được và mình biết giới hạn lại được một cái mức độ nào đó là đủ. Thì đây tôi giới hạn ở cái chữ khá là như vậy. Vậy thì hy vọng là chúng ta xem và ngẫm nghĩ lại. Và nếu chúng ta cảm thấy đồng ý, ok, cho tôi một like. Nếu chúng ta cảm thấy hay, chúng ta nên chia sẻ. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại.